Anh chàng đẹp trai bê đá này năm nay vừa tròn 15 tuổi. Bởi vì gia cảnh bần hàn nên đã thôi học từ sớm, kiếm tiền dựa vào việc bán sức lực. Anh đi tới đâu cũng bị người ta coi thường. Nhưng không ai ngờ là anh lại trở thành một đại gia nghìn tỷ có danh tiếng chấn động khắp Mỹ. Còn tài sản của anh chỉ bắt nguồn từ tờ báo này. Nội dung được đăng trên báo là một người tên là Andrew Carnegie. Anh ấy cũng thôi học ra ngoài kiếm tiền từ sớm. Lúc 12 tuổi bắt đầu giao báo cho người ta, cũng đã chịu đựng đủ sự miệt thị của những con cháu nhà giàu. Nhưng cuối cùng, anh ấy vẫn trở thành đại gia nghìn tỷ. Đọc tới đây, anh đã thề với ông trời và cả những người khinh thường anh rằng anh cũng sẽ trở thành đại gia nghìn tỷ. Về tới nhà, cậu bé lấy ra tờ báo rồi nói với bố, con muốn trở thành đại gia nghìn tỷ, còn bố lại trả lời thế này, hãy nhớ lấy cho bố, tiểu tử, con sẽ không giàu có được, con chỉ có thể trở thành một loại người, đó chính là người hạ đẳng. Ông nội con đã dạy bố như vậy, cho nên, bố cũng chỉ có thể dạy con như vậy. Nghe xong những lời làm nhảm không chút đạo lý của bố, cậu bé trầm mặc im lặng. Lại đi thăm mẹ bị bệnh nặng, anh không muốn giống như bố, cả đời sống một cách vô dụng, đến cả tiền mua thuốc cho mẹ cũng không có. Anh quyết định ra ngoài lăn lộn, bởi vì anh biết, chỉ có kiếm được nhiều tiền thì mới có thể cứu mẹ. Nhưng điều anh không biết là, chuyến đi này lại đầy gian nan và thử thách. Cậu bé không có tiền mua vé xe, chỉ có thể lén lút leo lên tàu hỏa vừa khởi hành. Như vậy, sau khi ngủ dậy, cậu đã tới Cathy, lại nhảy xuống trước khi tàu hỏa tới trạm. Cậu có chút bỡ ngỡ, không biết nên đi đâu. Thế là liền đi theo một nhóm người qua đường, đến được một thị trấn nhỏ. Trong thị trấn nhỏ tình cờ có chủ nông trại đang chiêu mộ công nhân. Để giải quyết vấn đề cơm ăn, cậu bé ra sức chen lên phía trước, ra sức để thử bản thân với chủ nông trại. Nhưng đối phương muốn người có thân hình lực lưỡng. Thế là cậu bé quay người bế gã béo bên cạnh lên, lấy đó để chứng minh bản thân. Điều này khiến chủ nông trại bật cười. Thấy anh tích cực như vậy, liền quyết định chọn anh. Trong nông trường, cậu bé đã quen được người bạn thân thiết cả đời của mình, cậu bé cùng tuổi sa sút tinh thần. Thực ra người bạn vốn dĩ được sinh ra trong gia đình chủ nông trại giàu có, nhưng vì kinh tế tiêu điều, chỉ có thể đi ra ngoài làm thuê cho người khác để kiếm cơm ăn. Ước mơ của anh ấy chính là làm hưng thịnh tổ nghiệp, trở thành chủ nông trại lớn nhất Cathy. Hai linh hồn trẻ tuổi cùng chán trường, vận mệnh khổ cực đã làm quen với nhau, cổ vũ lẫn nhau. Đến tối, thấy các tụ tập đánh bài, cậu bé rơi vào trầm tư. Anh cảm thấy nếu chỉ dựa vào làm thuê, vậy thì cả đời này anh cũng không thể nào trở thành đại gia nghìn tỷ. Cuối cùng sẽ chỉ như nhóm người này, lãng phí thời gian một cách vô ích. Thế là cậu bé tìm tới chủ nông trại, trực tiếp thẳng thắn hỏi tôi muốn biết làm như nào mới có thể giàu có giống như ông. Chủ nông trại nói với anh, điều kiện để thành công có rất nhiều, nhưng chỉ có trở thành con dê đầu đàn trong chuồng mới có thể thành công. Câu nói này đã làm cậu bé thức tỉnh. Anh hỏi chủ nông trại, nếu chúng tôi hoàn thành công việc trước thời hạn, có phải là có thể tiết kiệm tiền cho ông không? Chủ nông trại nói, đúng vậy. Sau đó cậu bé lại nói, ngày mai tôi có thể hoàn thành công việc, ông hãy chia cho tôi một phần tiền ông tiết kiệm được, thế nào? Chủ nông trại cười đáp, tôi rất tán thưởng cậu, nhưng cậu không làm được xong đâu, vậy thì hãy chờ xem. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc người khác đang uể oải tỉnh dậy để bắt đầu làm việc, cậu bé đã biến mất từ lâu. Hóa ra, 3 giờ sáng anh đã bắt đầu làm việc, đã hiểu rõ được quy trình công việc. Sau đó, anh còn dạy các công nhân phân công hợp tác. Một người phụ trách đào hố, một người khác phụ trách lắp đặt, giống như chuỗi sản xuất trong nhà máy vậy. Chủ nông trại ở bên cạnh nhìn anh, nở nụ cười yên tâm. Như vậy, hiệu suất của bọn họ đã được tăng cao, hoàn thành trước công việc. Cậu bé cũng lấy được khoản lương cho thêm. Đây là món tiền lương đầu tiên của anh, 30 đô. Sau khi có tiền, chuyện đầu tiên cậu bé làm chính là gửi 20 đô trong đó về nhà để mua thuốc cho mẹ. Còn đúng lúc này, cậu bé gặp được một cơ duyên quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Một chiếc thắt lưng vàng rực rỡ đã thu hút sự chú ý của cậu bé nghèo bên cạnh. Anh hỏi người đàn ông, làm thế nào mới có thể giàu có như anh ta? Đối phương chỉ nói một câu đồng cỏ của Cathy, chỗ nào cũng đều là vàng, điều quan trọng là cậu có thể nhìn đủ sâu không? Cậu bé thông minh liền nghĩ tới dầu mỏ, tôi nói đúng rồi đúng không? Là dầu mỏ. Người đàn ông chỉ cười, không nói gì rồi quay người rời khỏi. Gặp gỡ chính là duyên phận, có người chỉ cần một ánh mắt, đã là vĩnh hằng. Chính xác, cậu bé vừa tìm thấy cách làm giàu, vừa quay người đã bị cô gái xinh đẹp này mê hoặc. Cô gái cởi mở làm quen với anh, nhưng anh lại căng thẳng đến mức không biết nói gì nữa. Cô gái không hề ghét bỏ vì anh là một kẻ nhà quê, còn mời anh đi tham gia dạ hội của trường. Cậu bé ăn diện cẩn thận một hồi, ngượng nghịu đến buổi dạ hội. Cô gái tên là Hannah, là một hoa khôi của trường rất được mọi người yêu quý. Cậu bé không muốn bỏ lỡ cơ hội. Anh quyết định tỏ tình anh muốn cưới em. Đây là câu nói trôi chảy nhất của cậu bé từ sau khi họ gặp mặt. Hôm nay, anh đến đón Hannah về nhà. Anh khom lưng, nhìn có vẻ hơi tự ti. Còn công tử nhà giàu lái xe đến đón Hannah bên cạnh thì ngổ ngáo. Anh ta chê cười cậu bé rằng cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Cậu bé không chịu thua, tiến lên phía trước, nói rằng mình là một kẻ nhà quê, nhưng sẽ có một ngày sẽ trở thành đại gia nghìn tỷ. Thực ra Hannah cũng có ý với cậu bé. Cô đưa cậu bé đến văn phòng hiệu trưởng, hy vọng có thể lấy được vị trí học sinh nghe giảng ké, như vậy anh mới có thể ở lại. Nhưng hiệu trưởng còn chưa nói gì, cậu bé lại không bằng lòng, anh cho rằng đi học chính là đang lãng phí thời gian. Anh tự học là đủ rồi, còn lấy ví dụ rất nhiều người thành công nhưng lại không đi học. Hiệu trưởng nói, thanh niên có hoài bão là rất tốt, nhưng sự giáo dục tốt rất quan trọng với tương lai của cậu. Để chứng minh bản thân, cậu bé bảo Hannah ra một đề bài cho mình. Hãy nói cho anh một con số, số trên 5 đơn vị nhân với con số khác, 56.679 nhân với 61, 3.457.419. Chỉ bằng một giây, anh đã tính ra được đáp án trong đầu. Hannah đã kiểm chứng, sau khi phát hiện là chính xác thì rất kinh ngạc.
Không chỉ như vậy, anh vừa nhìn đã nhận ra hiệu trưởng mắc bệnh da liễu. Hơn nữa, còn nói ra một cách chuẩn xác về nguyên nhân bệnh. Tiếp đó anh nói, hiệu trưởng, ông đã được nhận sự giáo dục tốt, thu nhập năm chắc là 1.700 đô nhỉ, đã là rất nhiều trong thị trấn nhỏ này, nhưng tôi không hài lòng với chút tiền này. Sau khi đi ra, Hanna cảm thấy tức giận về lời cậu bé nói. Cô nói, bộ dạng hiếu thắng này của anh đã nói ra được sự tự ti và yếu ớt trong nội tâm của anh. Nói xong liền quay người bỏ đi. Sau đó ngày hôm sau, Hanna liền nhìn thấy cậu bé xuất hiện trong lớp. Cô vô cùng vui vẻ vì cậu bé đã tiếp thu ý kiến của cô. Sau khi quay lại trường học, tình cảm của hai người không ngừng được hâm nóng, trải qua một quãng thời gian tốt đẹp. Nhưng đột nhiên có một ngày, tiền tuyến thông báo tin tức Nhật Bản đã đánh lén Trân Châu Cảng, Mỹ bắt buộc phải ứng chiến. Tuy cậu bé muốn kiếm tiền nhất, nhưng anh cũng là một thanh niên nhiệt huyết, anh đã báo gian số tuổi để vào quân ngũ. Sau khi cô gái biết được tin, liền cãi nhau một trận lớn với anh em sẽ không đợi anh đâu. Nhưng ngày sau đó, xin lỗi, Hanna, anh yêu em sẽ đợi anh, em sẽ luôn đợi anh quay lại. Ống kính chuyển sang chiến trường, trưởng quan bảo một lính mới đi tiền tuyến đưa thư, thế nhưng anh ta không dám. Cậu bé thấy vậy, trực tiếp cầm bức thư, sau đó không quay đầu lại mà xuất phát luôn. Nhìn thấy cơ hội, anh chưa từng bỏ qua. Nhưng anh quá bất cẩn, đến mức chạy được nửa đường, trực tiếp dẫm phải bom. May mà anh đã gặp được bạn tốt năm đó. Bây giờ bọn họ đã là chiến hữu rồi. Bạn thân mạo hiểm lôi anh về, nên anh mới giữ được mạng. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt cậu bé đã biến thành một người đàn ông. Sau khi anh xuất ngũ, dùng tất cả tích lũy để mua thiết bị khoan giếng. Nhưng đào thế nào cũng không ra dầu. Gia đình đã nghèo đến mức sắp không có cơm ăn. Hơn nữa bọn họ còn có 4 đứa con phải nuôi. Bạn chắc chắn muốn hỏi rằng anh đã kết hôn với ai đúng không? Hanna thì sao? Nhìn mắt vào khuôn mặt của vợ, tuy trong phim không giải thích rõ ràng, nhưng tôi muốn tin là cô ấy chính là Hanna. Người đàn ông này là một thiên tài, nhưng anh quá đen đủi, đã chi ra tất cả tiền tiết kiệm để mua một thiết bị khoan giếng, nhưng lại không thể nào đào được ra dầu mỏ. Còn vào ngày hôm nay, lúc chơi cùng con, một câu nói của con trai khiến anh tỉnh ngộ nhìn cho kỹ, có thể dạy con cách để ném bóng đường vòng cung không? Bố không biết ném thế nào, được thôi, chắc là sẽ có người biết nhỉ, những người đó tên là chuyên gia, đúng, tìm một chuyên gia đi. Chính xác, tìm chuyên gia để làm chuyện chuyên ngành. Rất nhanh sau đó, Steven liền mời một chuyên gia. Sau khi chuyên gia đo lường, quả nhiên đã thật sự phát hiện ra một cánh đồng dầu lớn. Steven, lần này anh đã thật sự phát tài. Chuyên gia đã tìm ra cho anh một trữ lượng dầu mỏ tận 50 triệu thùng. Một ngày có thể bán được 1.000 đô. Tuy cách mục tiêu trở thành đại gia nghìn tỷ còn rất xa, nhưng là một đại gia nghìn tỷ vẫn là mong ước của anh. Lúc này, chủ nông trại cũ vì đố kỵ đã đi tới để cướp giữa ban ngày, muốn được chia phần. Ông ta liền kiện Steven ra tòa. Còn Steven đã nhớ kỹ câu tìm chuyên gia để làm chuyện chuyên ngành. Anh lại mời một luật sư da đen tốt nhất. Chỉ vài câu đã giải quyết được vấn đề hợp đồng được ký vào 2 năm 2 tháng trước. Pháp luật bang chỉ thụ lý tranh chấp trong 2 năm. Ở đây này, đừng nói với tôi là ông không biết, sao lại có thể như vậy? Tôi đã nói với ông rồi, tôi chỉ là một luật sư ly hôn. Nhìn thấy anh chàng da đen lợi hại như vậy, Steven quyết định kéo anh ta nhập hội. Sau đó dầu của bọn họ càng đào càng nhiều, việc kinh doanh cũng càng ngày càng lớn. Những năm nay, Steven đã đặt hết trọng tâm lên công việc, khiến cho con cái sau khi lớn lên đều đã trở thành công tử bột. Ngoài mở miệng đòi tiền ra thì không biết làm chuyện đứng đắn gì cả. Con Steven không hề bận tâm về điều này. Bây giờ chuyện anh bận tâm là thu mua nhiều nông trường hơn và khai phá được nhiều dầu mỏ hơn. Có điều lần này, cuối cùng anh đã gặp khó khăn. Đối phương không chịu ký hợp đồng. Steven chỉ có thể tiêu hao thời gian với đối phương ở khách sạn. Còn người ở bên cạnh anh cũng chỉ có luật sư dẫn. Vào đêm trước hôm Giáng sinh, luật sư da đen đã không thể tiếp tục đợi nữa. Anh ta phải về nhà đoàn tụ với người thân. Steven đã để anh ta đi, nhưng mình vẫn kiên trì. Quả nhiên, ngày hôm sau anh đã nhận được hợp đồng. Hóa ra đối phương thực ra đã muốn chuyển nhượng cho anh từ lâu, sở dĩ kéo dài thời gian lâu như vậy, chỉ là muốn xem là rốt cuộc anh có bao nhiêu thành ý. Sau lần thu mua này, Steven đã nhìn thấy mình trở thành đại gia nghìn tỷ trên trang bìa mặt báo. Anh cuối cùng đã thực hiện được mục tiêu đã đặt ra hồi còn nhỏ. Nhưng nhìn xung quanh, dường như không có ai có thể chia sẻ tin tốt lành này với anh. Khoảnh khắc này anh cuối cùng hiểu ra, tài sản đến một giai đoạn nhất định, chẳng qua cũng chỉ là một dãy số. Mình đã ngó lơ người thân quá lâu rồi. Đầu dây bên kia, vợ báo tin rằng người bạn tốt kiêm trợ thủ đắc lực là luật sư da đen đã gặp tai nạn trên đường về nhà. Hai quả thận đã bị vỡ toàn bộ. Để cứu tính mạng của người bạn, anh quyết định quên một quả thận của mình. Sau khi xuất viện, Steven mở cuộc họp gia đình, tuyên bố sẽ dùng tất cả tài sản còn lại của anh để xây dựng quỹ từ thiện, dùng để cứu giúp người cần giúp đỡ. Sau đó, anh phát cho mỗi đứa con 10.000 đô, bảo bọn họ dùng số tiền này để đi giúp đỡ người khác. Đây hiển nhiên là một lần thử thách, nhưng mấy đứa trẻ này dường như đã tính toán sẵn làm thế nào để tiêu khoản tiền lớn này, chứ không định đi giúp người khác. Chỉ có con thứ hai trả lại 10.000 đô này. Anh nói anh không thiếu tiền, hy vọng có thể cho 10.000 đô này vào trong quỹ đó. Cuối cùng, con thứ hai đã trở thành người thừa kế của quỹ.